xe xong, anh ta thấy cảnh ám sát. Tôi muốn hỏi một chuyện, tại sao giám đốc lại tuyển dụng Goeri? Phải để kẻ thù bên cạnh. Cô ta là đối tượng giám sát, là trưởng văn phòng mới thay cho trưởng văn phòng Moon Sun-su. Đây là bạn của phó giám đốc Dương Xin đó. Mẹ đi làm ha. Mẹ ơi, chúng ta phải cọ mũi. Có trễ cũng phải cọ. Con, con. Cái túi quan trọng của chính văn phòng mất tích sao?